Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh đạp thùng BMW F850Z 2.9 Adventure hoàn toàn mới, sắp có giao bán. BMW F850Z 2.9, một trong những mẫu xe Adventure đình đám của hãng xe đến từ Đức. Đây là cái mẫu Adventure tầm trung thuộc cái dòng F-Series CS dưới danh BMW Mirage, đàn em của ông vua điển hình BMW A1250Z. Ngoài ra còn có thêm cái mẫu là F700Z cũng rất được ưa chuộng ở thị trường châu Âu. Trong suốt 15 năm vừa qua, doanh số bán những mẫu xe Adventure BMW luôn vượt trội so với các mẫu khác. Trong đó BMW A1200Z nay đã được thay thế bằng phiên bản là A1250Z 2.9, là mẫu xe dẫn đầu là toàn phân khúc. Và như chúng tôi đã giới thiệu trước đây, trong cái năm mới 2009, BMW Motorrad dự kiến sẽ tung ra thị trường 9 mẫu xe là hoàn toàn mới, bao gồm cả là F850Z, A1250Z, S1000AA 2.9 và những mẫu xe còn lại có thể kể đến như F750Z, C400CT hay là A1250AT. Thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật của cái dòng là F850Z hiện nay vẫn chưa được BMW tiết lộ. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết thì cái mẫu Adventure 850 mã khối này hoàn toàn mới sẽ được BMW nâng cấp lại toàn diện và những thay đổi về những trang bị thông minh trên xe. Dự đoán thì cái mẫu BMW F850Z 2.9 dùng trên mình cái động cơ là hoàn toàn mới với dung tích 853cc. Động cơ được BMW nghiên cứu và phát triển hoàn toàn mới, chứ không phải nâng cấp từ phiên bản là BMW F800Z hiện tại. Công suất ra của BMW F850Z 2.9 có thể đạt ở ngưỡng là 90 mã lực, tăng khoảng 5 mã lực so với cái mẫu là F800Z. Ngoại hình hoàn toàn mới là cực kỳ ấn tượng, với cái dạng bánh cầm chuyên dụng cho những việc là chinh phục những cái cung đường xấu. Thiết kế nguyên bản của F850Z đã bao gồm cái chống đổ, cái bộ bắt cái thùng chuyên dụng, cái đèn chở sáng vân, hỗ trợ tối đa cho những việc bào tu đêm. Hiện tại thì vẫn chưa có những thông tin chính thức từ BMW Mirage về việc có đưa Việt Nam hay không và có mức giá bán chính hãng. Cái dòng là BMW F850Z 2.9 này thì chưa được tiết lộ. Và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những clip tiếp theo, các bạn cùng đón xem nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.